TT Đạp Giá Rạch Sóng 2023 tập 10, Chibu đối đầu Tạ Hân xuất sắc nhận số điểm cao ngất. Chibu gây thích thú cho khán giả khi biểu diễn cùng Tạ Hân và Amber thành công hạ gục đối thủ. Trở lại với fan sau một tuần, tập mới TT Đạp Giá Rạch Sóng 2023 chính thức lên sóng với nhiều bất ngờ. Là buổi công diễn cuối cùng trước đêm chung kết, các thị tỷ mong muốn có thể phô diễn thế mạnh của mình trong vòng thi này. Do đó, nhiều tiết mục được dự đoán sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết. Chibu xuất sắc hạ gục Tạ Hân trong tiết mục The Queen. Chibu, Tạ Hân là những thí sinh có khả năng vũ đạo cùng kỹ năng trình diễn xuất sắc của Đạp Gió 2023. Màn trình diễn của họ trong chương trình đều tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với khán giả. Khi biết họ sẽ biểu diễn cùng nhau, khán giả không phải kỳ vọng vào một sân khấu hoành tráng và bùng cháy nhất. Đây là một bài hát khó, người biểu diễn cần phải thực hiện nhiều động tác nhảy mạnh mẽ, cần kỹ thuật vũ đạo tốt. Bên cạnh đó, còn phải giữ nhịp điệu ở giọng hát trên nền nhạc nhanh. Rõ ràng, The Queen là tiết mục có độ thách thức lớn cho cả hai tỷ tỷ xinh đẹp, tài năng. Chibu thực hiện màn múa cột trong tiết mục The Queen một cách điêu luyện, cuốn hút. Nhan sắc Chibu thu hút khán giả với tạo hình vô cùng cool ngầu. Kết thúc màn trình diễn, Tạ Hân kêu gọi voi cho Chibu bằng tiếng Việt vừa dễ thương vừa hài hước. Còn Chibu cũng kêu gọi voi cho đối thủ bằng tiếng Trung. Kết quả, Chibu xuất sắc nhận được số điểm cao hơn Tạ Hân 506 điểm. Tăng Khả Ni mê hoặc lòng người với tiết mục I Am Not So. Tăng Khả Ni là thí sinh được đông đảo khán giả yêu thích bởi nhan sắc đỉnh cao, thu hút mọi ánh nhìn. Cô ngày càng khẳng định khả năng và sự tiến bộ của bản thân qua từng vòng thi trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rạ sóng 2023. Trong tập 10, cô nàng được mong đợi khi đối đầu với Amber, đối thủ đáng gờm với ca khúc I Am Not So. Hai nốt không phải dàn vừa, rất được lòng người hâm mộ. Tuy đạt điểm số thấp hơn Amber, nhưng Tăng Khả Ni đã gây ấn tượng tốt với khán giả. Cùng đón chờ những điều bất ngờ trong hành trình đạp gió rạ sóng của các tỷ tỷ xinh đẹp vào thứ 6 hàng tuần trên kênh Mango TV.